Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng Bí thư, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phần 2. Tiếp theo phần 1 đã nói về những tham vọng không ngừng nghỉ của Bộ trưởng Tô Lâm trong một thời gian rất dài. Ông ta đã bộc lộ những đổ khó có thể biện minh, đã khiến cho các thế lực và các cá nhân trong đảng, nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không hài lòng. Nhưng đáng lẽ sau vụ bê bối thịt bò rất vàng trước đây, lẽ ra Tô Lâm phải cảnh giác và rút kinh nghiệm để tránh lộ điểm yếu. Nhưng với sự ngạo nghễ và sự tự tin cao độ, thời gian gần đây Bộ trưởng Bộ Công an đã có nhiều quyết định sai lầm, được cho là nghiêm trọng. Cụ thể như sau. Một là mới đây dư luận xã hội ở Việt Nam bức xúc cực độ về việc Bộ Công an hành dân, thay đổi liên tục giấy tờ tùy thân của công dân. Trong vòng 10 năm qua, chính quyền ép buộc người dân phải đi làm lại mới mẫu giấy tờ khai tùy thân. Lúc thì chứng minh thư, khi thì căn cước, rồi lại căn cước công dân, vân vân. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 25 tháng 10. Không chỉ dư luận xã hội, mà kể cả báo chí, truyền thông do nhà nước quản lý cũng bức xúc không kém. Báo Tiền Phong vào ngày 22 tháng 10 đã đặt câu hỏi rằng đổi tên căn cước công dân thành căn cước có lợi gì cho người dân đây? Theo báo Tiền Phong khẳng định, dư luận xã hội thấy rằng lý lẽ mà Bộ Công an đưa ra là không thuyết phục. Được biết đến nay, Bộ Công an đã cấp cho người dân gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Điều đó có liên quan gì đến thông tin của Facebooker hành dân đưa ra, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội? Thông tin chia sẻ rằng, một nguồn tin cho biết bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an. Mấy năm gần đây, năm nào tiền thuế của dân cũng rót vào 3.000 tỷ đồng. Đây cũng là một phần do người đứng đầu Đảng Cộng sản cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho nhiều quyền lớn tới vậy. Cho đến hiện nay, người đốt lò cũng chỉ là hy vọng người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này. Hai là Bộ Công an không chỉ quản lý mã số định danh đối với tất cả các công dân hay muốn mã số định danh cho xe ô tô. Mới đây, Bộ Công an lại còn có tham vọng định danh số nhà. Điều mà dư luận cho rằng ông Tô Lâm muốn quản lý luôn cả lĩnh vực nhà đất bất động sản. Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cho biết, việc định danh số nhà sẽ xác định được bất động sản, từ đó định danh chủ sở hữu bất động sản đó. Ông Nguyễn Thành Vĩnh cho hay, mỗi chung cư có hàng ngàn hộ dân, nếu chỉ ghi địa chỉ của tòa chung cư thì đó mới chỉ là dữ liệu chung, chưa có thông tin của từng hộ dân cụ thể cư trú ở bên trong. Dư luận xã hội đã không đồng tình, có những ý kiến cho rằng đó là tham vọng của Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Công an khi muốn nắm trọn quyền quản lý xã hội để tiến tới quản lý cả nhà nước. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, giáo sư Đặng Hồng Võ đánh giá đó là hành vi lạm quyền, bởi vì tài sản là thuộc quyền riêng tư, ngay luật đất đai cũng không yêu cầu phải công khai. Điều này có liên quan gì đến những đồn đoán của giới thạo tin trên mạng xã hội cho rằng trước đây người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn sử dụng Tô Lâm với vai trò của một máy chém nên mới chấp nhận và giao cho Tô Lâm nhiều quyền lực. Nhưng đến nay, Tổng Trọng đã nhận ra rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dường như đang âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng với mục tiêu loại bỏ và tiến tới tước đoạt ngôi vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, người đốt lò Nguyễn Phú Trọng buộc phải tìm mọi cách và bằng mọi giá để ngăn cản tham vọng bành trướng quyền lực không giới hạn của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đó là không cho phép Tô Lâm trở thành kẻ quyền lực nhất trong đảng thay thế Tổng Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Bài học kinh nghiệm trong hơn 12 năm cầm quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ai cũng biết, tất cả các nhân vật nuôi tham vọng muốn thế chỗ trên chiếc ghế Tổng Bí thư độc tôn của ông Trọng sẽ nhận được những cái kết không hề đơn giản. Như Đinh Thế Huynh, vốn là đệ tử thân cận của ông Trọng, vì bị lộ ý đồ muốn giành chỗ của ông Trọng đã lập tức biến mất bí ẩn. Hay mới đây là Nguyễn Xuân Phúc, vì không giấu giếm tham vọng đoạt ghế Tổng Trọng cũng bị đá đít về vườn, không kèn, không trống. Đó chưa kể là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau sóng gió của Đại hội 12 đến nay vẫn hồn siêu, phách lạc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem để những biến động rất lớn không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng Bí thư, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Khủng hoảng Vietjet Airlines lúc này
liên quan gì đến tướng Nguyễn Chí Vịnh? Việt Nam trong năm vừa qua là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Hàng trăm máy bay đã được đặt mua và ngành hàng không chiếm khoảng 5% GDP của cả nước. Hiện nay ở Việt Nam, ngoài hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, còn là hãng hàng không của nhà nước, chiếm thị phần lớn trong vận chuyển khách quốc tế và thị phần khách nội địa khoảng hơn 36%. Ngoài ra, còn có hãng hàng không tư nhân cùng tham gia kinh doanh như Vietjet Airways, Jetstar Pacific, Bamboo Airways, v.v. Vào ngày 26 tháng 10, mạng xã hội Việt Nam xôn xao khi bản tin với tiêu đề 4 máy bay bất ngờ vướng tranh chấp. Vietjet đề nghị được bảo vệ pháp lý của báo Thanh Niên Online đột ngột bị gỡ sau vài giờ đăng tải. Bản tin của BBC, cơ quan giám sát cho thuê hàng không, cảnh báo Việt Nam sau tranh chấp thu hồi máy bay. Cho tới thời điểm hiện tại, nếu theo đường link cũ khi bấm vào, thì bản tin không còn truy cập được và đã hiện lỗi 404 với thông báo không tồn tại. Được biết, kể từ tháng 4 năm 2023, truyền thông quốc tế và Việt Nam đã có các bản tin, bài bình luận liên quan đến vụ tranh chấp về quyền thu hồi 4 máy bay của hãng Vietjet Airways do hãng hàng không này bị bên cho thuê máy bay của Airbus và Boeing cáo buộc vi phạm các thỏa thuận trong việc thanh toán tiền thuê. Liên quan sự việc, hãng tin Reuters vào ngày 6 tháng 4 đưa tin Việt Nam bị đặt vào danh sách theo dõi sau vụ tranh chấp thu hồi máy bay có tên Vietjet liên quan đến vụ việc này. Hãng Reuters cho hay Việt Nam bị một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê đưa vào danh sách theo dõi sau một vụ tranh chấp thu hồi máy bay gần đây. Vẫn thêm, theo hãng thông tấn Reuters, nhóm công tác hàng không vừa kể trên không biết cho biết tên cụ thể hãng hàng không nào liên quan đến vụ việc. Nhưng một phiên bản cập nhật về cảnh báo trên mạng của tổ chức này có đường link dẫn đến một tệp tin có tên cập nhật số 1 về Vietjet. Được biết, hãng hàng không Vietjet Airways là một hãng hàng không tư nhân của Việt Nam và là một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất ở châu Á. Hình ảnh minh họa của máy bay Vietjet Airways. Theo Reuters tiết lộ, tính đến thời điểm đầu năm 2023, Vietjet đang sử dụng các máy bay của hãng Airbus và đặt hàng tổng cộng tới 186 chiếc, bao gồm cả 114 chiếc A320 chưa được bàn giao. Ngoài ra, hãng Vietjet cũng đặt mua 200 chiếc Boeing 737 MAX. Nhóm công tác hàng không đã xác nhận với Reuters rằng họ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi sau khi một tòa án ở Hà Nội ngăn chặn những nỗ lực tịch thu máy bay của Vietjet Airways. Theo đó, thoạt đầu cơ quan quản lý của Việt Nam đã đồng ý trả lại 4 chiếc máy bay mà Vietjet Airways đã thuê. Nhưng sau đó, vào tháng 2 năm 2023, một tòa án ở Hà Nội đã hủy bỏ quyết định đó sau khi có một vụ kiện từ một trong những cổ đông của hãng hàng không Vietjet. Cũng theo thông tin cho biết, vào tháng 11 năm 2022, bên cho thuê đã tiến hành yêu cầu thủ tục tố tụng và đến tháng 1 năm 2023, họ đã nhận được lệnh của tòa án ở Anh Quốc hỗ trợ cho phép tòa án có thẩm quyền phán quyết đối với hợp đồng cho Vietjet Airways thuê máy bay. Theo một hiệp ước có tên là Công ước Cape Town mà Việt Nam là thành viên, hiệp ước cho phép việc bỏ đăng ký hoặc xóa khỏi sổ đăng ký máy bay tại nước sở tại. Trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ bên cho thuê và đưa máy bay vào đăng ký quốc tế, cho phép hãng chủ được phép đưa máy bay đó đi. Bà chủ tịch thực sự của hãng hàng không Vietjet Airways là ai đây? Trong bài viết Ba chủ thực sự của hãng hàng không Vietjet Airways là ai của trang điện tử của Hội Sở hữu trí tuệ vào ngày 30 tháng 1 cho biết rằng ít ai biết trong giàn lãnh đạo của hãng hàng không này còn có một nữ tướng đóng vai trò quan trọng nhất, đó là bà Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Airways. Bà Hà chính là nữ tướng đứng đầu hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Bà Hà là con gái thứ hai của cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bà Hà là chị gái của tướng Nguyễn Chí Vịnh. Câu hỏi mà công luận đặt ra là khủng hoảng của Vietjet Airways có liên quan gì tới sự qua đời đột ngột của tướng Nguyễn Chí Vịnh, người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc trách công tác đối ngoại hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin khủng hoảng của Vietjet Airways lúc này liên quan gì đến tướng Nguyễn Chí Vịnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de